thành phần dinh dưỡng của phân bón hữu cơ lười thì chúng tôi khuyến cáo bà con được biết thì nó gồm có thành phần vô cơ, trong đó là có đa lượng và trung vi lượng, siêu vi lượng. Ngoài ra thì thành phần hữu cơ thì chúng tôi lựa chọn những cái chất hữu cơ nó bao gồm có tính chất làm dinh dưỡng, có thể là chuyển hóa theo dạng dễ tiêu nó dễ dàng hơn, và với tính chất cải tạo đất thì chúng tôi đã lựa chọn để chúng tôi đưa những cái dinh dưỡng từ đậu tương, từ bột cá, từ bột thịt, hoặc là các cái dịch chiết nó có nguồn gốc từ động vật và thực vật. Ngoài ra thì chúng tôi còn bổ sung thêm các cái chủng vi sinh vật thuộc nhóm bạch sứ, và bổ sung thêm một số vấn đống chi chô được mang để đưa vào trong cái phân bón. Qua đó thì nó sẽ giúp một cái giải pháp tổng thể là một cái loại phân bón có chứa hàm chứa ba thành phần. Thì khi bón xuống dưới đất, cái yếu tố hữu cơ, các chất sinh học từ trong nguyên liệu chúng tôi đưa vào, nó cũng sẽ giúp cải tạo đất rất là tốt, nó nâng cao cái quá trình cải tạo đất và đồng thời đóng góp vào trong cái quá trình nâng cao cái chất lượng của nông sản. Đấy. Thì như vậy là chúng tôi sẽ khuyến cáo những vùng đất phèn thì bà con có thể nên sử dụng cái màu xanh, chúng tôi áp dụng chuyên vùng đất phèn và áp dụng đã rất hiệu quả trên vùng đất phèn. Có nhiều cái tài liệu, cái video phóng sự mà với vùng đất phèn nó rất là nặng,